Suốt ngày bị nói giống Fukada, bản sao của idol này tại Việt Nam tính đi đóng phim luôn cho vừa lòng anh em. Hãy là em đi đóng phim cho mấy anh vừa lòng luôn nha. Dù sinh ra và lớn lên tại Nghệ An nhưng TikToker Tố Uyên lại được nhiều anh em tưởng rằng idol nào đó đến từ Nhật Bản. Theo các nhà phân tích học online, đây là trường hợp cực kỳ hy hữu bởi lẽ khả năng cao là hai người này cùng cha nhưng lại khác tổ tiên. Không chỉ giống ở khuôn mặt, Fukada phiên bản tiếng Nghệ An này cũng khiến nhiều anh em cực kỳ bổ mắt lúc nửa đêm bởi thân hình chả khác gì bản gốc. Có lẽ vì quá mệt mỏi vì suốt ngày bị nhiều anh trai kêu giống idol, nữ TikToker đã chính thức lên tiếng đòi đi đóng phim luôn cho các anh vừa lòng. Sau khi nghe xong lời tuyên bố ấy, nhiều anh em có vẻ đã mừng thầm trong lòng vì sẽ chứng kiến Fukada phiên bản Nghệ An hành động trên màn ảnh nhỏ. Viva 24 giờ, thế giới thể thao chuyên biệt cho người Việt. Tải app ngay tại link bio.